mến chào các bạn quay trở lại với các video hướng dẫn tự học ha hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách để một số cách để tìm kiếm thông thông thường trên google search đầu tiên là tìm kiếm mình sẽ sử dụng một số dấu như thế này dấu ngã dấu sao ha thông thường thì mình gõ một cái từ khóa ví dụ như là giá xăng chẳng hạn đấy, đấy. nhưng mà mình muốn cụ thể thêm ví dụ như mình muốn tìm cái từ friend À, mình thêm cái dấu sao ở phía sau nữa thì ở đây nó sẽ có rất nhiều ha như là friend zone, friend uh, best, uh, friend uh, vân vân ha, friend có chữ s nè. Đấy, vân vân. Thì uh, cái dấu sao này là nó sẽ đại diện cho những cái uh, uh, cái từ bất kỳ ở phía sau những cái chuỗi uh, những cái nhóm từ uh, cùng đi kèm với từ friends. Ví dụ như uh, friends, uh, friend uh, film brands hoặc là friend 2001 chẳng hạn hoặc là friend là gì hoặc là friendship chẳng hạn đó cho nên à, mình phải có thêm cái dấu sao để tìm kiếm à, nâng à, nâng cao lên cái cái mức độ tương đối của cái cụm từ mình cần tìm rồi mình có thể sử dụng cái dấu ngã ví dụ như để mình tìm kiếm những cái từ mà nó tương đồng với cái từ ở phía sau dấu ngã này đây ví dụ như à, hoa hồng đẹp ví dụ như những cái từ à, tương tương đồng hoặc là đồng nghĩa với từ đẹp chẳng hạn ví dụ như là à, này, hoa hồng đẹp này. Đó, hoa hồng mà ý nghĩa nhất, hoặc là hoa hồng lãng mạn chẳng hạn, hoặc là hoa hồng tự nhiên, hoặc là hoa hồng đẹp nhất. Đấy là những cái cụm từ mà nó đồng nghĩa. Đó, sao cái dấu ngã này? Cho nên mình cần phải tìm cách để mà mình tối ưu cái từ khóa của mình để mình tìm cho cái 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 cụm từ mình cần tìm cho nó phong phú ha rồi ví dụ như mình có thể sử dụng cái dấu thẳng đứng để mình tìm nhiều cụm từ khác nhau cùng lúc ví dụ như mình muốn tìm hiểu về bên thiết kế đồ họa chẳng hạn thì mình có thể tìm các cái cái cụm từ tương tương đồng về cái cái học bên cái lĩnh vực thiết kế đồ họa chẳng hạn đây ví dụ như là uh, graphic design hoặc là logo design hoặc là photoshop cs hoặc là bên uh, adobe uh, illustrator chẳng hạn Đấy, thì nó sẽ hiện ra hàng loạt à, các cái cái từ khóa cho mình à, Đấy, cùng một lúc tìm cho mình các cái từ khóa này. Rồi, à, tiếp theo à, sử dụng dấu hai chấm hai à, chấm nằm ngang ha. Thì cái dấu hai chấm này để mình tìm kiếm một cái lượng à, một cái đại lượng trong một cái khoảng nào đó, ví dụ như mình tìm một cái mẫu nhà đẹp từ 500 à, 500 triệu đến 700 triệu chẳng hạn. Đấy, à, trong một cái khoảng nào đấy. À mình muốn tìm một cái điện thoại di động trong khoảng là từ 5 triệu tới 10 triệu chẳng hạn thì mình cũng gõ như vậy, tương tự như vậy ha, có một cái dấu hai chấm ở chính giữa cái đại lượng mình cần tìm. Đây. rồi, à, tiếp theo à, mình có thể tìm kiếm tra cứu về thời tiết, đồ bản đồ và toán học, ví dụ như mình có thể tra về thời tiết ha. Ví dụ như thời tiết thời tiết của Đồng Tháp chẳng hạn. thời tiết đồng tháp ha, đấy, nó xuất hiện cho mình là cái cái thời tiết nè, đấy, rồi à, mình tìm bản đồ chẳng hạn, ví dụ như bản đồ đồng tháp, à, bản đồ đồng tháp ha, bản đồ đồng tháp này, đấy, xuất hiện cho mình cái bản đồ của đồng tháp ha, rồi à, mình có thể tính toán về cái à, toán học, ví dụ như là 5 nhân cho 2 à, 5 nhân cho 2 rồi mình có thể sử dụng là à, lũy thừa chẳng hạn ví dụ như cộng với lại 3 lũy thừa chẳng hạn đây là hàm mũ nè đấy, đấy rồi mình có thể là sử dụng cái à, sqrt cái hàm ví dụ cộng với cái hàm cộng với cái hàm à, sqrt sqrt của 10 chẳng hạn sqrt của 10 chẳng hạn đóng mặt lại ha Đấy, mình có thể tính toán là uh, nó sẽ ra cho mình cái kết quả đây. Đấy, nè. Rồi uh, tiếp theo mình còn có thể sử dụng uh, cái uh, chuyển đổi cái đơn vị đo lường ví dụ như bên uh, tiền tệ chẳng hạn. Nha, tiền tệ ví dụ như mình có uh, ví dụ mình có 100 đô chẳng hạn. Đó, USD nè, sau đó mình chuyển sang uh, cái uh, Việt Nam đồng nha. Đây, USD tu Việt Nam đồng. Đấy nó sẽ đổi cho mình nè. Rồi, uh, ví dụ như một cái uh, một cái ngày như vậy là bao nhiêu uh, bao nhiêu phút chẳng hạn, hả? Một ngày một ngày ha, bằng uh, bao nhiêu phút? Bằng bao nhiêu phút à? Rồi mình enter đấy, nó đổi ra cho mình luôn. Rồi tiếp theo uh, cái phần uh, thứ ba đó là uh, có thể sử dụng cái dấu ngoặc kép để mình tìm kiếm một cái uh, cái cụm từ tìm kiếm chính xác, nó ví dụ như uh, trung tâm chẳng hạn. À, ví dụ mình tìm một cái cụm từ là trung tâm ngoại ngữ tinh học Đồng Tháp chẳng hạn. Tìm kiếm này. À, mình có thể tìm kiếm là đại học Đồng Tháp đi. Đây. đại học Đồng Tháp, đây. Rồi, à, ngoài ra mình còn có thể là tìm kiếm uh, cái hình ảnh nè. hình ảnh rồi có thể là video. Ừ có thể là tìm uh, cái uh, cái video chẳng hạn. Đấy, theo cái từ khóa đấy hoặc là uh, mình muốn tìm một cái uh, hình ảnh, mình uh, sẽ chuẩn bị sẵn một cái uh, hình ảnh chẳng hạn. Rồi, cái cách để tìm mình uh, tìm một cái hình ảnh ha thì mình có thể là uh, đưa đưa một cái hình ảnh vào trong đây nha, mình chọn vào trong cái hình ảnh nè. Rồi, uh, sau đó mình có thể là uh, chọn vào cái nút này đây. Chọn vào cái nút uh, cái hình uh, screenshot nè, đấy, cái hình để mình up cái cái hình ảnh lên, thì ở đây mình có thể là mình sẽ tải cái hình ảnh lên, nè. tải cái hình ảnh lên chọn cái tiệp để mình tải hình ảnh lên, hoặc là mình uh, dán một cái đường dẫn để mình tìm uh, cái hình ảnh, hoặc là mình kéo cái hình ảnh mà mình có sẵn là mình drag đưa vào trong đây, đấy, thì nó cũng tìm cho mình uh, nhanh uh, cái hình ảnh đó, ha, cái nguồn gốc của cái hình ảnh mà mình mình muốn tìm ấy, đấy, là mình cách uh, để mình tìm nâng cao ha. Ngoài ra mình còn có thể tìm thêm cái uh, từ cái nguồn tin tức nào hoặc sách nè Rồi. Uhm. tiếp theo nha, mình còn có thể tìm là cái uh, cú pháp là find time. Cái uh, cú pháp này mình có thể uh, sử dụng là à, thêm một cái từ ở phía trước nó, sau đó mình gõ một cái kiểu uh, cái loại của cái uh, tài liệu ví dụ như là file uh, Excel, file Word, PowerPoint file PDF ha. thì mình sẽ sử dụng cú pháp như thế này. này. Tìm nhé. Đây ví dụ như tìm cái tài liệu về cái file PDF nè, hay là những cái file PDF nè. Đấy, cái tài liệu về MS Word 2019 nè. Đấy cái loại tài liệu file PDF. Nếu mà file Word thì mình gõ vô đây .docx chẳng hạn. .docx Tìm cái tài liệu Word, À thì là .doc nè. Đấy, tài liệu về file Word này. Đây, à, cái tiếp theo đó là sử dụng cái cái nút lệnh cái cú pháp là cái lệnh là in in URL đó, mình gõ vào trong đây cái cụm từ này để mình tìm cái từ khóa một cái từ khóa trong cái đường dẫn ví dụ như mình tìm cái cụm cụm đường dẫn là ngoại ngữ tinh học chấm đi thu chẳng hạn đây. thì nó sẽ ra được cái cái đường dẫn mà của cái trên cái trên website của mình đó. nó, nó tìm nó bắt được những cái cái cụm từ này đây thì nó sẽ tìm ra rồi ví dụ như tìm một cái nội dung nào đó trong cái website chẳng hạn đấy thì ví dụ như mình tìm thông tin về tuyển sinh trong cái website này chẳng hạn thì mình sẽ gõ cú pháp như thế này đây à, mình sẽ gõ cái từ khóa nhập từ khóa sau đó mình sử dụng cái cú pháp là size hai chấm nào, ha? rồi cái cái tên của cái website đây, sẽ tìm ra những cái thông tin tuyển sinh của cái nằm ở trong cái cái website thu edu vn chẳng hạn rồi yeah, à, cuối cùng là cú pháp về uh, intel ha? thì mình sẽ nhập vào trong đây để mình tìm kiếm cái nội dung mà hiển thị trong cái phần tiêu đề của website á ví dụ như là trung tâm liên kết đào tạo này Hay có cái uh, trung tâm ở trong đại học và uh, trong cái uh, cái phần mà uh, tiêu đề á ví dụ như đây là cái trang này đây này có trung tâm ngoại ngữ tin học ha. ha trung tâm uh, liên kết đào tạo nè ừ. rồi trung tâm luyện thi tham uh, tháp kinh dân ha à, đó là những cái uh, một số cái để uh, một số cách uh, mà mình tìm kiếm uh, thông dụng uh, rồi cái phần uh, hướng dẫn của mình uh, đến đây là kết thúc ha à, cảm ơn các bạn đã theo dõi à, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn nhé.